trùng tan là thứ gì đó rất là ghê gớm, không có ai lý giải được hết. Nó có thể khiến cho cả dòng họ tuyệt tử tuyệt tôn luôn. Nghe là thấy sợ ha. Hơn cả tuần nay Quỳnh không có ra clip mới là vì bà ngoại của Quỳnh vừa mới mất. Ai cũng buồn không có tâm trạng làm việc gì hết luôn. Bà ngoại Quỳnh vừa mới mất thì sang ngày hôm sau em của bà ngoại cũng mất theo luôn. Bà ngoại của Quỳnh thứ ba, còn em của bà ngoại là thứ bảy. Vì hai chị em mất cách nhau có 1-2 ngày cho nên thầy làm đám cho bà ngoại của Quỳnh nói rằng cả nhà nên đi xem lại, sợ bà ngoại mất vào cái ngày trùng tan. Như vậy thì cứ mỗi tháng là trong gia đình sẽ có một người mất tiếp theo. Nhưng mà thật may mắn là sau khi đi xem lại thì ngày bà ngoại của Quỳnh mất không phải là ngày xấu. Hôm nay Quỳnh mới có tinh thần làm lại clip. Mọi người cùng Quỳnh làm sốt dầu trứng ăn với bánh mì sandwich hoặc là bánh bông lan đều rất là ngon nha. Sẵn tiện nói về việc trùng tan luôn cho những bạn nào mà chưa biết. Trùng tan là trong gia đình có một người mất vào cái ngày giờ xấu, có thể là giờ trùng, ngày trùng, tháng trùng hoặc là năm trùng. Sau đó người thân của họ cũng lần lượt mất theo. Nếu như gia đình nào rơi vào có hoàn cảnh này thì phải nhờ thầy cúng đến ếm giải. Gần nhà bà ngoại Quỳnh có hàng xóm kia, gia đình có người thân mất vào cái ngày trùng. Thế là liên tiếp xảy ra trong gia đình, năm nào cũng có người mất. Có mấy đứa con khoảng độ tầm 26-27 tuổi còn trẻ măng mà ra đi bất đắc kỳ tử luôn. Cũng cúng kiến này kia mà không hết, cho nên phải nhờ thầy cúng ếm cái vong thì mới hết. Quỳnh tìm hiểu thì biết được rằng do vong hồn người chết đầu tiên bị quỷ trùng bắt, họ bị tra tấn, bị bổ vào đầu để bắt buộc khai tên ra những cái người thân trong gia đình để quỷ trùng bắt tiếp theo. Chính vì vậy mà nhắc đến trùng tan thì ai cũng khiếp sợ.